cho những chuyến du lịch ngắn ngày, hoặc là nhu cầu đi học, đi làm mà phải mang theo laptop thường xuyên và những đồ đạc lỉnh kỉnh khác nữa. Cảm giác đầu tiên mà chiếc ba lô đem lại là nhìn nó rất chắc chắn, chất liệu vải dày và những đường may chất lượng sẽ làm cho bạn cảm thấy yên tâm khi sử dụng chiếc ba lô này. Về cấu tạo thì chiếc ba lô này có phần quai đeo khá to, được làm bởi những được cấu tạo bởi những lớp lưới và có lỗ nhỏ bên trong cho hiệu quả thoáng khí cực tốt. Phần quai đeo còn có thêm khóa cài trước ngực, có thể linh hoạt di chuyển lên xuống. Ở bên dưới này mình có thêm một cái phần khóa cài để cố định nó ngang hông nữa. Mặt sau của chiếc ba lô bao gồm 3 phần mút tách biệt ra. Lớp mút này khá dày, tạo cho bạn một cảm giác êm khi đeo ngang sau lưng. Ở giữa ba lớp mút này là những cái rãnh thoáng khí. Mặt trước của chiếc ba lô này có thiết kế khá đặc biệt. Nó gồm có một cái nắp ở phía trên này được cố định bởi một khóa cài và hai dây kéo hai bên. Khi bạn mở hai dây kéo này ra thì bạn sẽ có một ngăn nhỏ bên trên như thế này và nhiều ngăn lưới bên trong. Ngăn tiếp theo của chiếc ba lô này tuy khá to nhưng vẫn chưa phải là ngăn chính. Ngăn này thì bao gồm rất là nhiều ngăn nhỏ bên trong. Như các bạn thấy ở đây, rất là nhiều ngăn nhỏ. Với một chiếc ba lô có nhiều ngăn nhỏ như thế này sẽ giúp cho bạn phân loại đồ đạc được dễ dàng hơn và có thể tìm được món đồ mình cần một cách nhanh chóng vì nó nằm không có nằm lẫn vào nhau. Ngăn chính của nó đầu tiên là mình rất ấn tượng với cái khóa kéo, nhìn rất là to. Khi bạn mở ra thì ở bên không gian bên trong hoàn toàn là trống. Cái khoảng không gian này bạn có thể đựng được rất nhiều đồ, có thể đựng như là tài liệu, sách vở hoặc là quần áo vân vân. Chiếc ba lô này nếu mà bạn sử dụng cái phương pháp gấp đồ theo kiểu cuộn tròn lại thì bạn có thể để được từ 5 đến 7 bộ đồ, hoàn toàn đủ cho những chuyến đi ngắn ngày từ 3 đến 5 ngày. Ngoài ra thì chiếc ba lô này cũng có một ngăn riêng để đựng laptop, có kích thước tối đa là 17 inch. Theo mình đánh giá thì khả năng chống sốc của cái ngăn này cũng tương đối là ổn. Nhìn chung thì đây là một chiếc ba lô có chất liệu tốt và khá phù hợp với nhiều lít sử dụng khác nhau. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở video sau.